Rồi, xin chào anh em nha. Thì hôm nay là thứ hai, thì mình đang treo võng nằm uống cà phê ngắm cảnh ở Đà Lạt. Đó thì hôm nay mình sẽ quay cái video cái chủ đề là tại sao bạn nên làm kiếm tiền MMO dù bạn đang có một cái công việc. Đó thì cách đây mấy ngày á, Phú Ba, tức là trên nhóm của mình có một người mình đặt tên là Phú Ba, thì năm nay mới có 23 tuổi thôi, tức là vừa mới ra trường á. Thì mình nghĩ nếu mà bạn của Phú Ba mà vừa mới ra trường á thì lương mình đoán khoảng 7 8 triệu, 10 triệu là cao rồi. Nhưng mà Phú Ba mới nhắn tin khoe mình á là mấy bữa nay doanh thu một ngày là cỡ khoảng 5 tới 7 triệu, doanh thu từ tiếp thị liên kết Shopee và Exchange của web nha, thì doanh thu đó gần như 100% là sẽ được bet. Đó thì cho nên là ví dụ như mình tính sơ sơ là một tháng cỡ khoảng được 100 triệu thôi, thì bằng những cái người bạn của Phú Ba làm cỡ khoảng một tháng á thì mới ra mới được thu nhập cỡ đó nha. Đó, và cái ví dụ thứ hai là chính bản thân của mình này, thì mình có nhiều bạn bè, tức là có người bạn bè thì làm MMO, có người thì làm bạn đại học, tức là bạn đại học của mình là thuộc cái dạng là thu nhập cực kỳ cao luôn đó, tức là thu nhập người nào mà thấp thì khoảng 50 triệu, còn cao thì cao sẽ cao hơn 7 80 triệu. Nhưng mà so với những cái bạn bè anh em làm MMO thì ví dụ như vài chục người bạn bè làm học bạn đại học của mình nó cũng không bằng một người làm MMO thu nhập cao nữa. Cho nên là chưa nói về thời gian hay là mọi thứ khác, thì chỉ cần nói về thu nhập thôi thì các bạn thấy là làm MMO là nó có thu nhập rất là nhiều. Nếu mà các bạn làm thành công nha, tức là nếu mà làm không thành công thì cũng 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 vậy à. Đó, và cái thứ hai là ví dụ đâu cái video mình nói là hôm nay thứ hai và mình đang lang thang đầu đường xó chợ đi uống cà phê. Nếu mà mình làm công ty thì mình có thể là giờ này mình đang ngồi cột một cái dự án nào đó, hoặc là đang bị sếp gì deadline đó. Thì nói chung mình không cũng không có khuyến khích cái cuộc sống hưởng thụ ăn nhàn, nhưng mà nếu mà ví dụ như mình một ngày nào đó mình làm biển á thì mình không không làm cũng được, mình có thể đi chơi rồi online chém gió này nọ thôi, chứ mình không cần phải làm việc. Khi nào mình siêng thì mình làm, còn làm biển thì thôi. Và thứ ba nữa đó, cái ví dụ mình làm MMO này, mình có thể giúp đỡ được rất là nhiều người. Đó, thì có thể là mình quay video nói xăm xăm ba lạp vậy đó, nhưng mà có thể giúp được người này, ví dụ 1.000 người coi cũng giúp được một vài người có thể thay đổi cuộc sống, hoặc là mình có thể giúp đỡ người nhà được. Thì tại vì mình làm internet nó cũng tương đối dễ so với những cái nghề khác cột kiệt này nó, thì mình không thể đưa người nhà vô được, nhưng mà mình làm MMO này mình đưa người nhà vô làm được, em của mình rồi mấy ông cầu rồi bạn của người bạn rồi bạn của bạn, nói chung là cùng giúp đỡ được cùng cùng khá khá nhiều người á, và thu nhập cùng khá là cao nha, chứ không phải là thu nhập thấp đó. Thì cho nên là nếu mà các bạn có công việc, tức là nếu các bạn chưa có vốn thì các bạn cứ đi làm kiếm vốn thôi, rồi còn nếu mà các bạn cứ tập làm MMO thì làm MMO, có thể làm ad cũng được, làm YouTube cũng được, làm TikTok cũng được, làm tiếp thị liên kết cũng được, làm web cũng được, làm Exchange cũng được, nói chung làm cái gì cũng được, nhưng mà phải nghiên cứu, ngồi lên ngồi tìm tòi làm cái này làm cái kia nha. Đó thì rồi bây giờ tâm sự nhẹ với anh em xíu, rồi cảm ơn anh em.